Hessen. Đàn bà lấy tiền giáp cho nhà giành đồ hả? Cái tát lúc nãy tôi đánh giùm má. Cái này là của tôi. Rõ ràng tôi ra khỏi khung hình mà. Cô tát đủ chưa? Hai cô làm gì vậy? Đạo diễn à, tát thật mới nhập vai chứ. Đạo đức diễn viên của cô một chút cũng không có. Nè, rõ ràng là cô chơi tôi. Lúc thi hoa hậu cô không phải ghìm tôi sao? Đạo diễn à, tôi chỉ muốn có được hiệu quả tốt hơn thôi. Ân oán cá nhân, đợi tăng ca mới gây tiếp đi, có được không? Cô cố ý đó. Cô đừng cản trở tiến độ quay của cậu nữa. Nè, nữ chính lớn nhất hả? Cô xin lỗi đi. Cô xin lỗi mới đúng đó. Tôi nói cho cô biết đừng có động tay động chân nha. Cô cố tình mà, xin lỗi đi. Cô mới phải xin lỗi tôi đó. Dừng tay. Mọi người nghỉ 10 phút. Cái gì vậy? Người ta là chị hai đó. Cô cứ ương ngạnh như vậy không có lợi đâu. Chị hai lớn lắm sao? Cho nên cô mới phải tỉnh táo một chút. Tôi chỉ cô phải làm sao khi người ta tát thật đây. Tôi biết cô muốn tát tôi lâu lắm rồi mà. Vậy cô tát tôi đi. Chỗ này nè. Có đau không? Không đau đâu. Nè, đánh như phần quai hàm này nè. Vừa có tiếng lại không đau. Cô thử đi. Cô tự mình thử đi. Không đau đúng không? Không đau thật nha. Nè, đau không? Không đau đúng không? Không đau đúng không? Không đau đúng không? Đúng không? Đúng không? Không đau, không đau, không đau. Không đau. Trời ơi, ngọt ngào quá ta. Thân lại hồi nào vậy? Trước giờ chúng tôi đều thân mà. Cái này gọi là thương nhau lắm, cắn nhau đau. Xin lỗi nha, tôi thấy cũng thường thôi. Tất cả vô vị trí. Nè, cô làm ơn dùng cái đi, đừng có kiếm chuyện nữa. Rõ ràng là cô. Bình tĩnh chút đi. Ăn thua đủ với cô ở đây thiệt lắm đó. Nghe lời tôi, bình tĩnh. Lát nữa nghĩ cách sao ha. Cố lên nha. Có ai không vậy? Có ai không? Đối phó của ta sao đây? Chơi chiều cũ. Chạy đi.